Thưa quý vị, kết thúc cuộc điện thoại đôi chất với chủ sử, chị Ni đã lần lượt tiết lộ những thông tin động trời về người đàn ông, một thời được ca ngợi là hiền lành, chân chất, thật thà, được nhiều người gọi yêu thương là cậu sử. Không chỉ là người hai mặt, nói với chị Ni một đằng, chia sẻ với YouTuber một nẻo, người đàn ông tên sử còn dám làm mà không dám nhận khi chối đầy đẩy những thông tin xấu về Hồng Loan. Ông ta chia sẻ không phải là với YouTuber mà là nói với một người bạn. Dư luận đánh giá là không đáng mặt bậc làm cha chú khi nhỏ nhen, ích kỷ, chấp vặt. Không chỉ xấu về mặt tính cách, chị Ni còn cho biết quá khứ người đàn ông này đã từng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như cưỡng hiếp, sàm sỡ phụ nữ trong gia đình, thậm chí là chơi hàng cấm. Sau khi chị Ni cung cấp thông tin này, nhiều cộng đồng mạng đã đưa ra lời khuyên cho phía Hồng Loan. Rà soát lại trong nhà cậu Năm xem có để máy móc theo dõi gì không, cẩn thận cảnh giác nha, xem có vật gì lạ không. Bé Loan chỉnh lại vân tay của ổ khóa cửa nhà nha, nếu có lưu dấu vân tay của thằng Sử thì hãy xóa ngay và liền nha em gái. Coi ổng có gắn camera không, với còn hàng ổng giấu ở đâu không, nên rà soát lại. Trước lời nhắc nhở của cộng đồng mạng, chị Ni đã phản hồi. Chị đang lo, lỡ nó kêu người ném vào nhà chắc chết, nhưng có camera không sao. Người đang hỗ trợ Hồng Loan cũng cho biết thời gian tới sẽ gắn thêm camera để bảo vệ cho con gái ông Hoàng Hồ Quảng. Thưa quý vị, đúng cho câu, tri nhân tri diện bất tri tâm, không ai có thể tưởng tượng rằng mới ngày nào đó một người đàn ông cầm cuội hỗ trợ Hồng Loan, lầu bàn thờ, bê từng cái cây, lại có thể chơi cháu gái mình một vố đeo như vậy. Nhưng âu, đây cũng là may mắn cho Hồng Loan, có lẽ do cậu Năm vừa mất, hương hồn vẫn còn ở nhà, nên biết ai là người xấu, ai là người tốt, nên...